Rồi video này chào các bác nha. Video này mình thông báo như này, mình video này mình sẽ làm về hai con. Một con là Kubota gác máy nổ này và một chiếc 4801 này, cho nó ngắn video lại. Đó, chiếc 4801 này nha. Thì mình làm hai video này với chung nhau luôn cho nó ngắn, bởi vì cái xe này cũng không có gì để mà nói cả. Thì bây giờ mình sẽ làm chiếc này trước. Nên là các bạn mà coi chiếc 4801 đó, thì các bạn cũng có thể coi qua cái máy này luôn. Thì bây giờ em sẽ trích ra mỗi máy khoảng 5 phút để làm hai cái máy này. Em nói nhiều quá giờ nó khan cổ rồi. Thì bây giờ em thông báo như này, có chiếc Kubota gác máy nổ nguyên rin luôn nha các bác nha. Nguyên rin của Kubota luôn, gác máy nổ đời này. Đó, nhiều bác hỏi em thì giờ em làm luôn cho, em làm việc luôn cho chiếc này luôn. Thì các bác thấy ưng ý á, thì cứ liên lạc lại với em, đặt cọc qua số tài khoản của em rồi em bán luôn cho chiếc này. Thì xe này em báo với các bác giá của nó 24 triệu nha, không bớt. Thông báo để các bác biết luôn. Nó ra cặt đăng đằng sau đây luôn này, như này. Đó, thì các bác thấy tình trạng của máy của nó đó, nguyên bản luôn nha các bác nha. Thì em thông báo để các bác biết có chiếc này đang muốn bán. Đó. Chiếc Kubota gác máy nổ, lốp còn đẹp luôn, lốp này thì còn tuyệt vời luôn, lốp đây thì tuyệt vời luôn. Còn đây nguyên bản của nó như nào thì nó như vậy nghe các bác, chứ em cũng không tiện nổ cái máy nổ này lên bởi vì nó không có đề. Thì qua cái yên này thì các bác thấy rồi đó, có một hai dấu hàn thôi, bởi vì nó rung thì nó gãy thì hàn lại sơ sơ thôi chứ không sao. Thì nó cũng ben biết đồ đầy đủ hết á, mọi thứ đầy đủ. Thì em cho các bác coi thông số của nó luôn. Thì bác nào nhanh tay được bác đó liên lạc lại với em qua số điện thoại của em á, em bán cho chiếc này. Thì em bán khoảng giá khoảng 24 triệu chiếc này em bán luôn cho nhanh. Thì dòng này nó chạy với Cora ra sau nha các bác, nguyên rin của nó luôn chứ không phải qua độ chế như thợ Việt Nam mình độ chế đúng không nhỉ. Nhìn rất là chắc chắn nha, nhìn cái xe này rất là lì đòn. Các bác về chạy thao mà chạy chứ không yên tâm. Số giờ của nó cũng có đầy đủ luôn, thông số đồng hồ đồ đầy đủ. Bụi bặm lắm nên là em cũng không tiện nó ngồi lên em review cho các bác coi cái xe này. Thì các bác thấy rồi đó, em của Kubota. Thì chủ yếu em quay cho các bác coi về phần máy thôi, chứ còn phần số nó thì không có gì phải suy nghĩ. Không có gì phải suy nghĩ về cái xe này hết. Em thông báo để bác nào nhanh được bác đó liên lạc lại với em qua số điện thoại của em để bán cái xe này cho nhanh luôn. Màu sơn nó còn nguyên bản luôn, đẹp lắm nha, trong qua nó phủ bụi lên này các bác này. Đó, nó phủ bụi lại thôi chứ còn màu sơn nó còn đẹp lắm. Thì em thông báo để các bác nhanh tay liên lạc lại với em qua số điện thoại của em á, thì em bán cho xe này. Thì trong video này em sẽ làm hai chiếc, một chiếc 4801 kia luôn cho nó tiết kiệm thời gian của em. Kubota nha, gác máy nổ nha, chiếc này 24 triệu bốc tại đây luôn. Thì bác nào nhanh tay được bác đó liên lạc lại với em rồi em bán cho chiếc này. Còn bác nào mua chiếc này thì cũng khoảng 20, hơn 20 đông luôn. Thì L140 nha, động cơ một máy. Đó, em báo xe này thì siêu chỗ bò, bốc tại đây, giá của nó khoảng 20. Thì em cũng nói vậy luôn cho các bác biết là giá của nó luôn. Thì hai chiếc này giá như vậy rồi đó. Thì bây giờ cái xe này thì em cũng không biết cái gì để mà làm về nó nữa. Bây giờ thì các em thông số của nó còn đầy đủ nữa thôi. Cái logo Kubota đây vẫn còn luôn, mọi cái còn bài bản hết á. Thì em quay để các bác coi rồi liên lạc lại với em nha. Nhanh tay thì em bận đông luôn, chứ vài ngày nữa em đi Gia Lai rồi em không đông được đâu. Thì lúc đó em sẽ cho số điện thoại rồi các bác liên lạc với người ta và các bác mua. Video này em thông báo vậy á, bác nào nhanh được bác đó liên lạc lại với em. Có nhiều bác hỏi em thì giờ em làm luôn. Đây các bác coi cái bô của nó mà chưa đổi màu luôn này, thì chứng tỏ xe nó còn đẹp, người ta ít đi thôi. Cái số giờ làm thì nó cũng ít thôi chứ không nhiều. Đây các bác này. Chạy
chạy dầu nghe các bác. Còn chiếc Kubota này khoảng 20 được đông luôn, em đông cho nhanh luôn á. Thì giờ em làm chiếc 4801. Thì bây giờ chiếc 4801 này em thông báo các bác là 128 triệu bốc tại đây cái đầu không á. Thì các bác coi này, mâm của nó còn make in Japan rồi, còn đầy đủ hết. Thì gần như không thiếu gì cả. Chứ em không làm riêng video nữa, trong lại có mấy xe kia em sẽ làm riêng video, nhưng mà bây giờ nó thẻ nhớ của em nó cũng gần đầy rồi. Thì em cũng quay sơ bộ thôi chứ em cũng không quay kỹ càng cho các bác lắm đâu, bây giờ nó cũng hạn chế thời gian rồi. Cổ vô còn màu này luôn nha các bác nha. Thì em thông báo vậy á, bác nào nhanh tay được bác đó liên lạc lại với em qua số điện thoại của em rồi em bán nha. Máy nó đây. Rồi để em test cái máy này lên cho các bác coi. Chứ em cũng ngồi lên cái xe to này em ngại lắm, có cabin đâu đầy đủ luôn. Ý là có máy che thôi chứ không phải có cabin, cái xe cabin thì em bán rồi. Số giờ làm việc của nó đây. Em thông báo có chiếc Mitsubishi MT 4801 đang muốn bán. Nước xanh đảo bình thường các bác nhé. Em có báo là các bác nhanh tay, bác nào nhanh tay được bác đó liên lạc lại với em qua số điện thoại của em á. Rồi bán cho xe này cho nhanh lên, em bán nhanh lắm. Các bác thông cảm, nhiều khi các bác lâu là em bán ngay. Thì em thông báo các chiếc này đang bán với giá như vậy đó. Thì để em thử test ben nó lên luôn cho các bác coi. Đây nha các bác nha. Đó, nó hoạt động bình thường nha các bác. Thì video này em thông báo vậy á, bác nào nhanh tay được bác đó liên lạc lại với em qua số điện thoại của em, rồi em bán xe này, rồi số bừa số đồ lung tung thì nó hoạt động bình thường thôi, không có gì khó hết á. Đây nha các bác nha. Thì là em không quen, thôi được rồi, xe này em không quen lắm đâu các bác. Cái hôm trước là test số bừa rồi mà quên. Do nó nhiều quá em không phải. Thôi được rồi, biết vậy được rồi. Các bác thấy hay thì like, chia sẻ, đăng ký kênh em để được những video mới nhất về các loại máy móc nông nghiệp nha các bác nha.
Thì xe này bán với giá 128 triệu bốc tại đây nha.